Rồi, xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một cái dòng phụ trong cái series cần câu cắm cá lóc ở shop mình ha. Cần này thì nó dài chỉ có 7 tấc thôi. Thì lâu lâu cũng có một vài anh em yêu cầu cần câu ngắn thôi. Không biết là anh em câu cá gì ha. Thì hoặc là anh em có thể là cần anh em câu ếch cũng cũng chừng, không chừng. Thì cần này là cần gióc bằng chai gai ha anh em ha. Lưỡi là lưỡi ó và lông, lưỡi số 6. Lưỡi này thì địa hình cây cỏ là bao anh em luôn. Lưỡi này là cái lưỡi im nhất. À, tuy nó không nhạy bằng lưỡi rùa nhưng mà đã dính rồi là rất là khó sảy nha anh em. À, dây tóm lưỡi thì thường là mình sẽ tóm bằng dây dù ha. Giá bán là 4.000 một cần và 100 cần thì mình bao ship anh em ha. Anh em lấy số lượng ít ít á thì tiền ship nó 30.000 nha anh em. Mình giao hàng toàn quốc luôn. Tre này mình đã xử lý hết rồi, mối mọt đồ ha. À, hun khói đồ, hơi lửa đồ uống lại hết rồi. Anh em thấy nó dấu đen 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 nè. Cái chỗ mà mình móc lưỡi là mình bấm cho anh em nha, mình không có cột đai, bấm cho nó nhanh anh, tiết kiệm được cái nào hay cái đó. Rồi thì về cái bài mồi mà anh em sử dụng, anh em câu cắm cá lóc thì nó rất là nhiều loại. Anh em nếu được á, anh em thích nhại á, thì anh em câu bằng dế, nhưng mà dế thì nó sẽ hơi hao mồi anh em ha, anh em phải có thời gian và xuyên mình đi thăm câu thường xuyên hơn. Còn làm biếng chút thì kiếm nhái anh em ha, nhái thì câu lâu lâu đi mình đi thăm một hai giác cũng được đó. Còn không kiếm được nhái thì anh em câu bằng trùng hoặc là cá con, cá sặc, cá rô nhỏ nhỏ anh em mình tận dụng mình câu ha. Nòng nọc anh em câu cắm cá lóc cũng ok anh em ha. Còn nếu mà anh em chuyên về câu cắm cá trê thì mình sử dụng mồi trùng hết anh em. Trùng nó là chịu cá trê ha. Rồi thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi được clip này luôn nha anh em. Xin chào tất cả anh em.